Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 2 âm lịch năm 2022 của tuổi ngọ, chi tiết chính xác nhất về các phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe tử vi từng tuổi ngọ khai vận. Và sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng theo dõi với người tuổi ngọ bước sang tháng 2 âm lịch năm 2022, tức là tháng quý mão, năm nhâm dần này cho thấy, người tuổi ngọ có thể lao đao nhiều bề khi đối đầu cục diện tương phá lại thêm cả nguyệt lệnh rơi vào đất tuyệt. Hung khí tăng mạnh, vận tiểu nhân trong tháng khá vượng, làm gì cũng có cảm giác khó thành khi liên tục bị cản trở. Tiến độ công việc trì trệ, mọi việc tiến triển ị ạch và dường như những rắc rối đó lại xuất phát từ yếu tố con người mà nên. Các mối quan hệ của bạn cũng khó suôn sẻ như ý muốn, làm gì cũng phải cẩn trọng chớ nôn nóng, cũng đừng quá tin tưởng ai đó mà dễ mang họa, hoặc gây ra những thiệt hại trong công việc của mình. Tháng này dù có được thiên đức cát tinh chiếu mệnh nhưng năng lực chưa đủ để xua tan vận xui đeo bám bản mệnh. Thời điểm này bạn phải tự thân nỗ lực mới mong có cơ hội chuyển mình, đừng dựa dẫm vào vận may hay bất cứ ai nếu không muốn nhận lại chỉ toàn thất vọng. Tử vi tuổi ngọ tháng 2 năm 2022 âm lịch, về phương diện sự nghiệp do cục diện tương phá thái tuế xuất hiện trong vận trình tháng mới của người tuổi ngọ cảnh báo đây sẽ là một tháng nhiều bất vả và chuyên chuyên với con giáp này. Lại thêm nguyệt lệnh lâm tuyệt, công việc trở nên khó khăn hơn rất nhiều, khiến bạn trở tay không kịp. Hung khí tăng mạnh, vận tiểu nhân trong tháng khá vượng, làm gì cũng có cảm giác khó thành khi liên tục bị cản trở, muốn ổn định làm tốt việc của mình cũng không xong. Tiến độ công việc trì trệ, mọi việc tiến triển ị ạch, với những rắc rối đó lại xuất phát từ yếu tố con người mà nên các mối quan hệ của bạn cũng khó suôn sẻ như ý muốn do đó hành sự hết sức thận trọng ăn nói giữ mồm giữ miệng tránh lo chuyện bao đồng kẻo vướng họa thị phi lợi bất cập hại tiểu nhân chẳng những giờ trò ném đá giấu tay đứng trong tối để rình dập thừa cơ hãm hại bạn mà còn gây đủ trò cạnh tranh gay gắt những vấn đề bất lợi xảy ra khiến bạn không kịp có sự chuẩn bị chỉ còn cách đương đầu trực diện cũng vì lý do đó mà bản mệnh mất khá nhiều thời gian để xử lý, nhiệm vụ bị đình trệ, kém hiệu quả, sự tín nhiệm có thể giảm sút, cơ hội thăng tiến ngày càng thu hẹp. Tháng này dù được thiên đức cát tinh chiếu mệnh nhưng năng lực chưa đủ để xua tan vận xui đeo bám bạn tuổi ngọ. Thời điểm này bạn phải tự thân nỗ lực mới mong có cơ hội chuyển mình, đừng dựa dẫm vào vận may hay bất cứ ai nếu không muốn nhận lại chỉ toàn thất vọng. Cũng đừng vội vàng, tham lam thực hiện các mục tiêu dài hạn. Làm gì cũng phải cẩn trọng chớ nôn nóng, cũng đừng quá tin tưởng ai đó mà dễ mang họa và gây ra những thiệt hại trong công việc của mình. Tử vi tuổi ngọ tháng 2 năm 2022 âm lịch về phương diện tài lộc. Trái ngược với vận trình công việc tử vi tài vận tháng này của tuổi ngọ có nhiều điểm sáng bất ngờ. Chính tài không có sự biến động do công việc đang gặp nhiều trục trặc, nhưng thứ tài liên tục mang tới may mắn và niềm vui bất ngờ. Trong tháng có thiên tài chiếu mệnh, báo hiệu ngoài nguồn thu nhập chính, bạn còn có thêm nguồn thu phụ chủ yếu đến từ nghề tay trái hay việc kinh doanh buôn bán. Khoản thu nhập này cũng giúp bạn yên tâm phần nào khi đủ tiền để trang trải cuộc sống thường ngày. Điềm báo tử vi còn nhắc nhở trong một tháng nhiều hung tinh thế này, hiện tượng phá tài vẫn luôn tiềm ẩn, bạn nên cẩn trọng trong đầu tư kinh doanh, đặc biệt tránh xa các trò may rủi cờ bạc đỏ đen kẻo trắng tay. Theo cửu cung phi tinh tháng, lục bạch chủ tăng tiến tài lộc bay vào hướng chính nam gặp cửu tử chủ may mắn hỉ khí tại đó. Đây được coi là phương vị cát lợi về tài vận của bạn trong tháng. Gia chủ tuổi ngọ có thể sử dụng các biểu tượng phong thủy như tiền ngũ đế, tỷ hưu, hưu tài lộc. Tại hướng nam của phòng khách cửa hàng, nơi làm việc. Để kích hoạt cát khí của hai cát tinh này, thu hút tiền của dồi dào, thịnh vượng, đồng thời xua hung vận tử vi tuổi ngọ tháng 2 năm 2022 âm lịch về phương diện tình duyên. Tử vi tháng 2 năm 2022 tuổi ngọ âm lịch nhận thấy, đường tình duyên của bản mệnh không quá sáng, thậm chí còn nhiều nguy cơ dạn nứt do tương phá tác động. Đó có thể là những vết dạn nứt đã xuất hiện từ lâu nhưng nay mới thực sự hiện hiện rõ ràng. Đôi lứa thường xuyên xảy ra tranh cãi, đấu khẩu vì những chuyện không đáng nói. Điều này có thể do bức xúc dồn nén lâu ngày nhưng không được giải quyết mà ra bản thân con giáp này cũng có xu hướng quan tâm tới công việc nhiều hơn là chuyện tình cảm vì vậy mà đôi bên có phần xa cách mâu thuẫn cũng từ đó mà nảy sinh với người đã có gia đình con giáp này có khá nhiều mối quan hệ phức tạp với người khác giới trong cả công việc lẫn cuộc sống nên rất dễ khiến gia đình lục đục bạn nên xem xét lại bản thân đồng thời giữ khoảng cách phù hợp để không gây nên những chuyện dễ hiểu lầm người độc thân vẫn chưa thể tìm ra cách để cải thiện hiện trạng của mình có thể bạn đang đặt yêu cầu quá cao nên nhìn ai cũng thấy chưa hài lòng có người lại do mải mê phát triển sự nghiệp cá nhân nên chưa muốn bước chân vào một mối quan hệ gắn kết lâu dài bản thân bạn cũng không muốn bị ai đó ràng buộc vào lúc này thực tế tình yêu có sức mạnh diệu kỳ có thể đem đến nguồn động lực lớn lao mà bạn không ngờ tới đừng nhìn nhận về thứ tình cảm đẹp đẽ đó bằng cái nhìn quá tiêu cực có người ở bên cạnh để sẻ chia và quan tâm chăm sóc là những trải nghiệm hết sức tuyệt vời nên đừng nghĩ tình yêu đồng nghĩa với sự trói buộc Tử vi tuổi ngọ tháng 2 năm 2022 âm lịch về phương diện sức khỏe. Sức khỏe của tuổi ngọ trong tháng này có dấu hiệu giảm sút do lo nghĩ, mải mê với công việc. Nếu không sớm điều chỉnh giữa làm việc và nghỉ ngơi, bạn có thể gặp nhiều tình trạng bất lợi do lao lực. Hung vận lớn cũng dễ gây họa huyết quang trong quá trình làm việc, đi lại, bạn nên đặc biệt chú ý. Ngoài ra khi thấy cơ thể có dấu hiệu lạ, khó chịu cần lập tức đi khám sớm để kịp thời phát hiện và điều trị bệnh nếu có, tránh để lâu bệnh tình nguy kịch. Xem phi tinh, nhị hắc chủ ốm đau, bệnh tật bay vào trung cung, vị trí chính giữa ngôi nhà căn phòng. Đây là vị trí tích tụ nguồn năng lượng tiêu cực ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của bạn và gia đình nên cần phải được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng thường xuyên để giảm thiểu hung tính của nhị hắc. Cẩm Nang Vượng vận cho từng tuổi ngọ trong tháng 2 năm 2022 âm lịch. Tuổi Giáp Ngọ, thuộc mệnh Kim, nam vân hán, nữ La Hầu. Khẩu quyết công việc trở nên khó khăn hơn, vận tiểu nhân khá vượng. Quý nhân, người tuổi Mão, người tuổi Hợi. Tiểu nhân, người tuổi Thìn, người tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn, màu đỏ, màu nâu. Tuổi Bính Ngọ, thuộc mệnh Thủy, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết hung khí tăng mạnh, làm gì cũng có cảm giác khó thành. Quý nhân, người tuổi Thìn, người tuổi Dậu. Tiểu nhân, người tuổi Dần, người tuổi Hợi. Màu sắc may mắn, màu hồng, màu cam. Tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết, có thêm nguồn thu phụ đến từ nghề tay trái hay kinh doanh. Quý nhân, người tuổi sửu, người tuổi dần. Tiểu nhân, người tuổi tỵ, người tuổi mão. Màu sắc may mắn, màu đen, màu đỏ. Tuổi canh ngọ, thuộc mệnh thổ, nam vân hán, nữ la hầu. Khẩu quyết, đường tình duyên không quá sáng, nhiều nguy cơ dạn nứt. Quý nhân, người tuổi tỵ, người tuổi dậu. Tiểu nhân, người tuổi dần, người tuổi thìn. Màu sắc may mắn, màu tím, màu hồng. Tuổi nhâm ngọ, thuộc mệnh mộc nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết, sức khỏe có dấu hiệu giảm sút do lo nghĩ, mải mê với công việc. Quý nhân, người tuổi dậu, người tuổi tuất. Tiểu nhân, người tuổi hợi, người tuổi dần. Màu sắc may mắn, màu nâu, màu trắng. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi tháng 2 âm lịch năm nhâm dần của tuổi ngọ, hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn an tâm hơn phần nào cho những dự định sắp tới của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.